Chúng ta, những người đoàn chúng ta muốn
khỏe của mình bỏ. Lời Chúa hôm nay vừa rồi chúng ta thống nhất, có thể nói về thống nhất trong hoạt động của chúng ta. Chúng ta thấy ở đây có hai cái nhìn, như trong nhiều người chúng ta hai cái chân của mình, hai cái chân bên phải của ta, hai cái nhìn như vậy. Mà nếu bước đi đều thì mới tiến triển được. Chân trái bước thì chân phải cong lên, và chân phải bước thì chân trái cong lên đó. Mới nhìn thở của chúng ta, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Và lời Chúa này chúng ta cái gì đó chúng ta dễ nhớ. Đó là nói cầu nguyện, cầu nguyện và hoạt động, cầu nguyện và hoạt động. Và trong giáo hội cũng vậy. Trong giáo hội chúng ta thấy là cũng có những dòng câu là chuyên về hoạt động, cũng có những dòng câu chuyên về cầu nguyện. Nó như vậy không phải là cái dòng đó chỉ có cầu nguyện không hoạt động, và cũng nói như vậy không phải cái dòng đó hoạt động cũng có cầu nguyện. Có hai nhìn đó đều có cả. Hít vô thở ra, bước đi đó, chân phải bước, chân trái bước, chân phải bước, chân trái bước. Cầu nguyện hoạt động, cầu nguyện hoạt động. Rồi chúng ta đọc thêm những thứ nữa thì cũng là nói chúng ta nghe thực hành, nghe thực hành. Cái gì cũng đòi hỏi hết á. Đối với Chúa hai cái này cũng trời. Ôi Chúa Chúa thì hai cái này cũng trời. Cầu nguyện và hoạt động hay là nghe và thực hành cũng trời. Chỉ có chúng ta bị thôi. Chúng ta rất là dễ bị, vì là chúng ta nghe mà chúng ta không thực hành. Chúng nói là không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào nước trời đâu. Những người nghe và đem ra thực hành mới được vào nước trời. Và chúng ta thấy là chúng ta cầu nguyện để chúng ta nhận ra ý muốn của Chúa. Ai thi hành ý muốn của Chúa mà chúng ta cần cầu nguyện để nhận ra ý muốn của Chúa. Và nhận ý muốn của Chúa thì chúng ta thực hành. Rồi chúng ta cũng cần phải nghe một cách kỹ lưỡng, một cách chính xác thì chúng ta mới thực hành một cách đúng được. Người hùng xã trai người hùng xã nói là cha ở cái vùng ví dụ Đắk Lây mà vùng Đắk Lây vùng hùng xã nhiều lắm, nên họ nói là nếu mà tư tưởng mà không thông, tư tưởng mà không thông thì con bác đi đâu thì cũng nặng. Con biết đi đâu là mình từ nước nhỏ nhỏ thôi, mình từ nước vậy, nhưng mà tư tưởng không thông được cầm đi đâu cũng nặng. Cho nên cái việc chúng ta nghe chính xác và để chúng ta thực hành cái chính xác, cái việc chúng ta cầu nguyện để nhận ra ý Chúa thì chúng ta thực hành được rồi. Nên hai cái gì đó chúng ta phải gắn liền với nhau trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta không phải cò được đâu, chúng ta phải hít vô cũng được, chúng ta thở ra không cũng được, phải hít vô thở ra thì đang trong đời sống của chúng ta. Cho nên lễ hôm nay chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa hôm nay Chúa đòi con điều gì? Lạy Chúa hôm nay con phải làm gì? Chúng ta tự hỏi đi, Chúa ta hôm nay phải làm gì? Hay là lạy Chúa con, Chúa muốn con điều gì? Điều gì mà điều gì là ước muốn của Chúa là phải ước gì, ý muốn của Chúa được chúng ta thực hiện ở trong hoạt động